Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online thì trong video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 20 phần chính tả đầu tiên là bài 1 điền vào chỗ trống câu A, S hoặc X. Thì đầu tiên chúng ta có hoa, sen, sen lẫn, hoa súng và súng xính. Tiếp theo các em sang câu B, điền vào chỗ trống vần yết hoặc ít, yết hoặc ít. Ở đây chúng ta có làm việc làm việc như vậy các em điền phần tiếc bữa tiệc các em cũng điền phần yếc thời tiết thì các em điền phần yết thời tiết nhưng thương tiếc thì các em lại điền phần yếc tiếp theo các em sang bài tập số 2 tìm và viết vào chỗ trống các từ Câu E là chứa tiếng có âm S hoặc âm X có nghĩa như sau. Mùa đầu tiên trong bốn mùa thì mùa đầu tiên trong bốn mùa đó là mùa xuân. Như vậy. Ở đây chúng ta có chúng ta sẽ điền từ từ xuân. Từ xuân có âm X. Tiếp theo là giọt nước đọng trên lá buổi sớm. Giọt nước đọng trên lá buổi sớm chính là giọt sương. Từ này có âm S. Tiếp theo các em sang câu B, chứa tiếng có vần yếc hoặc vần yết có nghĩa như sau. Nước chảy rất mạnh. Nước chảy rất mạnh là nước chảy xiết. Như vậy, từ xiết có vần yết, nước chảy xiết. Tiếp theo là tai nghe rất kém, tai nghe rất kém là tai điếc. Tai điếc như vậy là chúng ta có từ từ điếc. Từ điếc có vấn vấn yếc. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.